gì cực cứng đây à? Xong rồi. Rồi do cái này này cái gì vậy nhỉ? Cái móng à? Ôi trời ơi, con săn cứng quá trời. Cái da của cái móng lợn đấy, nào nó không lên rồi. Nó kẹt ở đây này, sao phải cho nó lên chứ? Vậy thì mới đẹp, nó phải khó lên. Kiểu cái bóng nó lệch ra thôi. Bóng nó bị lệch quá. Trời luôn. Cái sớ khoai nó khó lên. Không, vẫn còn một cái nữa cơ. Ui giời ơi. Thank you.
máy này nó cũng không quay được mà. Càng cuối nó càng rúm ạ. Dạ? Cái vỏ khoai sao ấy? Không, à, vãi móng. Bir daha.